Kính chào quý vị khán thính giả Đài truyền hình SBTN, chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ. Ngày cuối tuần thứ 6, 2 tháng 9 năm 2022. Cũng xin nhắc lại cùng quý vị là cho đến ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có 67 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Và công dân Hoa Kỳ sẽ đến phòng phiếu để quyết định vận mạng tương lai của đất nước. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép được mời anh Phạm Văn Nam có cái phần trình bày đặc biệt cùng với tất cả quý vị. Xin mời anh Nam. Cảm ơn anh Tuấn và cũng xin kính chào quý vị. Cái phần trình bày của tôi thì cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Chúng tôi chỉ cố gắng theo dõi thời sự để chia sẻ với quý vị một vài cảm nghĩ của mình. Thì như chúng ta nếu mà đọc báo chí trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì được biết là tối hôm qua Tổng thống Biden đã có đọc một bài diễn văn tại tiểu bang Pennsylvania trong cuộc vận động tranh cử cho hai cái người bên đảng Dân Chủ đang tranh cử đi vào Hạ viện Hoa Kỳ. Thì trước khi mà Tổng thống Biden phát biểu thì người ta cũng đã biết được, báo chí cũng đã đăng tải những cái điều mà ông ta phát biểu. Và cái điều đó cũng không gì lạ. Và chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị trong hai ngày vừa qua. Tức là Tổng thống Biden lại lặp lại những cái luận điệu mà bảo coi như là những cái người nào theo ông Trump, những người nào chống lại những cái đường lối của ông Biden đều là những người làm cái nỗi đe dọa cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thì khi mà tôi nghe những cái lời này, tôi lại là so sánh những cái lời tuyên bố của trưởng Biden thôi, mà cũng của những người khác trong đảng đảng Dân Chủ. Thì chúng ta cứ bảo là nói một đàng là một nẻo. Những cái người mà thực sự, chúng tôi nghĩ rằng những người thực sự mà đang đe dọa cái nền dân chủ Hoa Kỳ là những người nói láo, là những người dùng công an cảnh sát để mà bịt miệng những người khác chứng kiến. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong những ngày tháng qua, đặc biệt là trong những năm vừa qua, những cái người, những cái đảng, đảng viên của những cái đảng chính trị, một đảng chính trị đã có những hành động đó là đảng Dân Chủ. Tôi không biết dạ, là Tuấn có đồng ý với cái nhận định này của tôi hay không? Dạ vâng, thưa cảm ơn anh. Có một cái là Tuấn rất là ngạc nhiên đó, là cái bài diễn văn của Tổng thống thường đó, theo cái thông lệ từ trước đến giờ, khi mà Tổng thống có đọc một cái bài diễn văn đó thì là phải có những cái tin tức rất là quan trọng đó, chẳng hạn như là liên quan đến tình hình đất nước, liên quan đến chiến tranh, liên quan đến khủng bố, tức là cái vai trò cái bài diễn văn của Tổng thống là cực kỳ quan trọng. Đấy là một cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là khi mà gần cái nhiệm kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đó thì cũng chưa có một tổng thống nào mà lại lên truyền hình để mà đả phá cái đảng đối lập của mình hết. Tôi nghĩ rằng là cái đó là một cái điều cũng rất là bất thường mà chúng ta cần phải để ý. Thế thì cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden đọc tại Philadelphia hoàn toàn không có thể hiện một cái tình hình nào quan trọng của đất nước hết. Ông ấy không nói về Ukraine, không nói về lạm phát, không nói về cái gì hết. Mà tất cả là chỉ có là tập trung vào để mà tấn công Đảng Cộng Hòa. Và ông gọi một số những người trong Đảng Cộng Hòa, những người MAGA đó, ông gọi là thành phần, nghĩa là bán phát xít, tức là nghĩa là một nửa là phát xít đấy. Thế thì tôi nghĩ là cái chuyện này nó hơi lạ. Là vì bài diễn văn nó không đúng lúc, không đúng thời cơ. Nếu mà ông dùng vào trong cái lúc mà tranh cử giữa ứng cử viên Joe Biden với lại một ứng cử viên khác thì nó lại rất là hợp thời. Dạ thưa cảm ơn anh Nam ạ. Vâng, mỗi khi mà người ta nói đến cái tuổi tác của ông Biden đó để mà dùng như là một hình thức để mà bào chữa cho những cái lời tuyên bố hoặc là nói lộn hoặc là nói dối của ông ta, thì tôi lại nhớ đến Tổng thống Ronald Reagan. Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam tị nạn cộng sản hay là bất cứ dân tộc nào mà yêu chuộng tự do dân chủ đều quý mến Tổng thống Reagan. Nhưng mà ít người biết rằng Tổng thống Reagan mấy chục năm trước, trước khi mà ông ta đắc cử Tổng thống, cũng đã là đảng viên của Đảng Dân Chủ. Và tôi nhớ là ông đã nói thế này: tôi không có bỏ Đảng Dân Chủ,
mà đảng Dân Chủ đã bỏ tôi. Lời nói của ông Reagan cho chúng ta thấy rằng những đường lối của đảng Dân Chủ trong vòng mấy chục năm qua, từ thời ông Reagan cho đến bây giờ, nó không có còn phản ảnh đúng những cái nguyên tắc căn bản của đảng Dân Chủ. Và một khi mà họ đã đi sai đường lối của đảng, thì họ lại tìm cách, mình bảo là vu vạ cho những người khác. Và đồng thời, cũng xin thưa với quý vị một chuyện vui vui. Tức là trong khi mà mình bảo là suy nghĩ đến những điều mà để có thể trao đổi cùng quý vị hôm nay, thì tôi lại nhớ đến một cái bài hát mà tôi cứ, mình bảo là cứ hát khi mà đi tắm đó. Nếu mà mình hát hay thì tôi đã tham gia vào cái chương trình tiếng hạt vàng của SBTN vừa mới tổ chức. Nhưng mình hát dở, thành ra chia sẻ cùng quý vị như thế này. Cái bài đó là tình tuyệt vọng vậy đó. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong những năm tháng vừa qua, Đảng Dân Chủ đã rất là lừa dối cử tri, và rất nhiều người đã phải lìa xa Đảng Dân Chủ. Chúng tôi quan niệm rằng chỉ có trong tình yêu thì mình nên yêu rất mù quáng, lừa dối, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng xung quanh để hy vọng một ngày nào khác người ta sẽ thay đổi và thương tôi. Tình yêu là cái lý lẽ của con tim, nhưng mà trong chính trị, trong cuộc bầu cử thì nó phải lý lẽ của cái óc. Vì vậy tôi rất là cảm ơn anh Tuấn cứ nhắc đi nhắc lại là chúng ta sẽ còn có mấy mươi ngày nữa để mà bỏ phiếu. Thành thử ra chúng tôi, cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta biết chúng ta phải làm gì để mà coi như cứu lại cái tương lai của con em của chúng ta trong một cái xã hội mà từ chính quyền liên bang cho đến báo chí đang tìm cách để đưa vào một cái hướng mà đối với những người Việt Nam tị nạn cộng sản của chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Là trong cái thời gian qua đó thì Tuấn thấy nó có một cái điều đáng tiếc và đáng buồn là như thế này, là cái đảng Dân Chủ đó họ đã kiểm soát được giới truyền thông, và họ sử dụng cái giới truyền thông đó đó là như là một cái công cụ của đảng. Phải nói thẳng về dùng cái chữ cộng sản chứ chẳng có cái gì phải sợ hãi ở đây hết. Tức là những cái cơ quan phát thanh, truyền thanh, truyền hình đa số là đã quay trở lại để mà trở thành rằng là một cái tiếng nói riêng của một cái đảng Dân Chủ, và cứ thế là vùi dập cái phe bên kia. Thành ra là đất nước nó đã bị chia rẽ ngay từ cái giây phút đó chứ không phải là đâu hết. Có người đổ lỗi cho ông Trump, có ông phóng viên ông bảo là chia rẽ thời nào nào, thời Trump chứ còn thời nào. Thì bây giờ cái gì cũng đổ lỗi cho ông Trump được, miễn đừng có vào Thánh Kinh đổ lỗi ông Azong và Eva cho Donald Trump thôi. Thế nhưng mà thực tế ra là làm gì? Là chúng ta đang chia rẽ cái đất nước này vì cái chuyện đó, thưa anh. Vâng, thì như khi mà anh Tuấn nói bảo là cái gì cũng đổ lỗi cho ông Trump á, thì tôi lại nhớ lại chuyện đi Việt Nam của mình. Tức là bất cứ cái gì tệ hại xảy ra cho Việt Nam trong vòng nhiều năm qua, Đảng Cộng sản bao giờ cũng đổ thừa, nào là tại thực dân Pháp, nào là tại Nhật Đô Hộ, nào là tại Mỹ xâm lăng, nhưng mà không có bao giờ nhìn nhận rằng chính sách của mình nó đã sai lầm, nó đã đưa đến những cái đổ vỡ tai hại cho đất nước của mình. Tôi cũng xin được chia sẻ một điều cũng liên quan đến cái việc mà ông Biden ông cứ gọi những người MAGA là bán fascist, cũng như là những cái cười chủ trương độc tài. Thì ít người chúng ta biết rằng cái đảng bây giờ, một cái đảng chính trị của Hoa Kỳ mà đã chủ trương bênh vực nô lệ không phải là đảng Cộng hòa mà đó là đảng Dân Chủ. Và cái người mà đã, cái người tổng thống mà đã hủy bỏ chế độ nô lệ đó là ông tổng thống Lincoln, đó cũng là người Cộng hòa đó. Rồi là người Việt Nam sống và lớn lên ở miền Nam phải bỏ nước ra đi, thì chúng ta cũng đã thấy những chính sách rất là sai lầm của đảng Dân Chủ đã đưa đến cái việc mà chúng ta phải làm người lưu vong.
chính sách từ thời Kennedy cho đến Johnson, cho đến những người sau này đều đã tạo ra những cái hệ lụy cho Việt Nam của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa vượt khỏi. Và đồng thời những người mà theo ông Biden đó cứ thường thường chỉ trích là nếu mà anh là Cộng Hòa, anh là theo ông Trump thì anh là ngu dốt. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, tôi có một người bạn là một tiến sĩ người Hoa Kỳ về về nhờ những ngành tâm lý học và về lịch sử, và ông ta cũng đã từng phục vụ tại Việt Nam Cộng Hòa, và ông ta gọi Đảng Dân Chủ là cái đảng của nô lệ, cái đảng của tham nhũng, cái đảng phá hoại. Đó. Và nói về tham nhũng thì tôi cũng chia sẻ với quý vị, tức là gần đây và rất là thường xuyên, Tổng thống Biden tuyên bố rằng ông ta đã từng là một giáo sư dạy học tại Đại học UPenn, full professor. Full professor có nghĩa là phải dạy tối thiểu là 2 lớp học tại trường đại học cho mỗi khóa. Và trong thời gian khi mà ông thôi không làm phó tổng thống và trước khi ra ứng cử tổng thống, tức là 3 năm, đó, tại Đại học UPenn có phong cho ông ta chức giáo sư danh dự, không phải dạy một lớp học nào cả, và được trả trong vòng 3 năm hơn 1 triệu đô la. Đó, thì mình thấy rõ ràng không làm gì cả, chỉ lâu lâu đi phát biểu vài câu được 1 triệu đô la. Nhưng mà cái sự việc mà ông ta đi khắp nơi tuyên bố tôi là giáo sư thực thụ, giáo sư dạy full time, thì đó nó cũng nói lên cái tư cách của con người. Và chúng ta cũng ít ai biết, nếu mà quý vị không theo dõi kỹ trong vòng nhiều năm qua đó, thì ông Biden là một người chuyên môn đi đảo văn của những ông chính trị gia khác. Và khi mà ông ta ra ứng cử tổng thống lần đầu tiên phải bảo là ngưng cuộc tranh cử, bởi vì báo chí lúc này phanh phui rằng một bài diễn văn nổi lửa của ông ta thực sự ra là copy gần như là 90% từ của một vị chính khách ở bên bên Anh. Và mình nói, nếu mà nói chuyện thêm tham nhũng nữa thì cái vụ Hunter Biden, con trai của ông Tổng thống Biden, cho đến bây giờ thì không có ai phủ nhận rằng những cái thông tin trong cái laptop của Hunter Biden đều có những cái tin tức là thật, và những cái thông tin trong cái laptop của Biden cho chúng ta thấy từ ông từ Big Man ông Joe Biden cho đến Hunter Biden đều là những người mình bảo là lạm dụng quyền thế, thân thế để mà kiếm tiền làm giàu cho bản thân, và đặc biệt là hầu như là làm tiền từ Trung Cộng, lấy tiền từ Trung Cộng. Thì đó là một cái điều mà đối với cá nhân chúng tôi nó vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta biết Trung Cộng là một cái nước lúc nào cũng muốn thống trị thế giới, lúc nào cũng muốn chiếm đóng Việt Nam của chúng ta. Thành thử ra với một vài điểm nhỏ như vậy thôi, chúng ta đã thấy rằng cái vị tổng thống đương thời của chúng ta có nhiều điều chúng ta phải xét lại, và cái đảng của ông ta che giấu cho ông ta bao nhiêu năm nay chúng ta cũng cần phải nhìn lại. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi xin phép là tạm dừng chương trình trong vài phút và sẽ quay trở lại để gặp tất cả quý vị khán thính giả. Anh Phạm Văn Nam và Nguyễn Thường Tuấn hân hạnh được quay trở lại gặp quý vị khán thính giả. Xin phép anh Nam là tiếp tục cái phần lúc nãy, nhưng mà trước đó cho Tuấn thêm một cái chi tiết rất rất là nhỏ thôi nhé. Nhiều lúc là Tuấn thắc mắc, Tuấn không biết rằng là trong cái vụ mà khám xét tư dinh của tổng thống cựu tổng thống Donald Trump vừa rồi đó, có tìm ra cái tài liệu mật nào không, nhưng mà có lẽ là cũng có thật đấy chứ không phải là không đâu. Có nhiều tài liệu mà không phải là liên quan đến nguyên tử,
mà có khi là tài liệu về cậu Hunter Biden chẳng hạn, cũng là cái tài liệu rất là bận, là vì nếu mà tung ra đến nơi đó thì cả cái đảng Dân Chủ là sập tiệm. Hay là cái tài liệu mà cái cuốn nhật ký của cô con gái của vị tổng thống, và trong cái nhật ký đó thì cô viết rõ ràng là cô tắm cùng với lại ông bố. Đó là cái đó đã đưa ra rồi đấy, và FBI đó là đã đến tận nhà cái người phóng viên đó để mà khám xét, để mà tịch thu đồ đạc và cố gắng là tìm cái cuốn nhật ký đó. Thành ra là chúng ta thấy rằng là cái chế độ này đó, họ dùng cảnh sát, FBI, Bộ Tư pháp để cho một cái mục tiêu chính trị, và cái điều đó là cái điều mà thật là đáng tiếc, và chúng ta cần phải suy nghĩ lại khi chúng ta đến phòng phiếu kỳ này. Xin phép anh Nam cho nhận xét của anh. Dạ vâng, tôi cũng đồng ý với anh Tuấn đó. Hôm nay đó thì là báo chí cũng đăng tin là có khoảng hơn 4.000 tài liệu không có dính dáng gì đến tài liệu mật cả mà FBI cũng thâu về. Thì bên Tổng thống Trump đang yêu cầu ông tòa đề cử một vị mình bảo là coi như là giám sát đặc biệt, một người rất là vô tư, để kiểm điểm coi và để so sánh coi, mình bảo là cái án tòa mà cho phép vô nhà ông Trump đó, trong đó cho phép họ được lấy những cái gì và những cái điều mà FBI vô lấy nó có đúng như thế hay không. Và người ta dự đoán rằng sở dĩ cái nguyên nhân chính để mà Tổng thống Biden dùng FBI để đột nhập vào nhà Tổng thống Trump đó, không phải là chỉ là những tài liệu mật quốc gia không thôi, mà cũng cố tình tìm thấy, mong hy vọng là tìm được những cái tin tức cá nhân về ông Trump, về gia đình ông Trump, về cái đường lối làm ăn cũng từ xưa đến giờ, để xem ra có thể dùng được cái gì để mà buộc tội ông ta vào những cái điều này điều kia hay không. Vì vậy bên luật sư ông Trump đã yêu cầu tòa cho cử một người, nó bảo là special master. Tôi tạm dịch là một coi như vị giám sát đặc biệt, để mà kiểm tra, để mà làm cái mình bảo là cái thống kê coi những cái điều mà FBI lấy có đúng hay không. Đó, thì đó là một điều quan trọng, và người ta dự đoán rằng ông tòa cũng sẽ đồng ý cho được đề cử một special master, một người giám sát đặc biệt, để mà bảo đảm rằng ông Trump được đối đãi tối thiểu, có một cái sự cân bằng tối thiểu. Thì Thì thưa tôi với cũng anh đó. có chuyện khác, tôi cũng muốn tiếp lời đây, trong khi mà anh Tuấn chưa chưa cắt lời tôi đấy, thì tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị. Nếu mà không nói không được, là bởi vì cái việc này nó cũng liên quan với nhau. Tôi bao giờ cũng nghĩ đến chuyện Việt Nam. Thì hôm nay ở bên Việt Nam người ta đang ăn mừng cái gọi là ngày Quốc khánh 24 tháng 9. Bây giờ coi như chắc là ăn xong rồi. Thì có hai cái điều tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất đó, là hầu như là ở Việt Nam bây giờ bất cứ cái ngày lễ to nào, Quốc khánh hay là Đại thắng mùa xuân, người dân Việt Nam đều bỏ đi chơi, bỏ đi qua những nước ngoài chơi khi nào mà có cái cơ hội. Bởi vì thực sự ra người ta cũng bắt đầu nhìn thấy những cái điều không hay do nhà nước tạo ra. Và một cái điều nữa, hôm nay hôm qua các báo chí ở bên Việt Nam cũng đăng lại cái bài tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh đọc, và xưng tụng hết lời. Thì mình cũng phải đọc lại coi nó nói cái gì. Thì thứ nhất là cái câu mở đầu là copy từ bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Nhưng mà báo chí bên đó ca tụng cái là bảo là cái trí tuệ của bác phi thường đã nghĩ ra được những điều đó. Và điều thứ nhì là tất cả những cái điều mà ông Hồ Chí Minh liệt kê trong đó để kể tội thực dân, từ những cái việc mà gọi là không cho người ta được tự do dân chủ, cho đến đàn áp, cho đến tạo ra cái sự chia rẽ Bắc Nam Trung, tất cả những cái điều đó bây giờ và trong nhiều năm qua Đảng Cộng sản đang làm. Thì nếu mà chúng ta dùng những cái đó như là một cái khuôn
để mà đánh giá những cái lời tuyên bố của những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ bây giờ thì tôi thấy nó cũng giống nhau. Tôi xin được đọc một vài câu để mà chúng ta có chia sẻ cùng quý vị. Đây là cái lời tuyên bố của Hồ Chí Minh mấy chục năm trước, chỉ trích Pháp, thực dân Pháp. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau, Trung Nam Bắc, để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Cái đó Cộng sản đang làm. Tất cả những cái chức vụ nào mà là chóp vu đều là người Bắc cả. Người miền Nam hầu như là giỏi lắm, là được đứng hạng thứ nhì, thứ ba. Chúng lập ra nhiều nhà tù hơn là trường học. Chứ đó chúng ta thấy rõ ràng như thế. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương ngòn, thương nòi của chúng ta. Cái thời đại này là thời đại đầu tiên trong lịch sử của chúng ta mà những người yêu nước chống Tàu bị nhà nước bắt bỏ tù. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện Hoa Kỳ ở bên này thì chúng ta cũng thấy rõ ràng như vậy. Và những ngày hôm qua người ta cũng khui ra là cơ quan FBI và nhiều nhân, mình gọi là những viên chức cao cấp của chính phủ thời Biden đã liên lạc với những cái mình bảo là những cái mạng truyền thông xã hội để yêu cầu họ kiểm duyệt một số thông tin mà họ nghĩ rằng không có lợi cho Đảng Dân Chủ. Thì như Tuấn nói lúc nãy đó, tôi không có bảo là mạnh dạn để nói thẳng rằng những Đảng Dân Chủ bây giờ giống 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 như Đảng Cộng sản, nhưng mà có nhiều cách thức họ làm. Tôi nghĩ rằng họ cũng đã nghiên cứu những cái phương thức của Đảng Cộng sản để mà họ tìm cách họ đưa người của họ lên và kiểm soát mọi việc, mọi ngành của chính phủ Hoa Kỳ. Anh nói rất là đúng thưa anh. Phải nói thẳng một câu đó là họ bắt chước cái hướng đi của những người cộng sản, những cái chiến lược chiến thuật của người cộng sản. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng đó là cái ủy ban điều tra của bà Nancy Pelosi, ta thấy rất rõ ràng. Nó là một cái tòa án nhân dân. Điều tra cái gì mà trong khi đó người bị tố cáo không được quyền hiện diện, không được phép, nghĩa là có luật sư biện minh, không được bất cứ cái gì. Tòa án nhân dân nó làm y hệt như vậy. Rồi bên Đảng Cộng Hòa là đề nghị đề cử hai dân biểu quốc hội, Jim Bank của Indiana và Jim Jordan của Ohio, ngồi vào trong cái ủy ban đó. Thì bà Nancy Pelosi gắt phăng, không cần, tôi sẽ chọn hai người mà nó chống Trump là đến tận xương tận tủy, Lisa Cheney và Mark McKenzie đó. Thế thì những cái đó đó là làm sao, là đúng là một cái tòa án nhân dân rồi chứ còn gì nữa, không còn một cái gì để mà chối cãi hết, không có luật sư, không có biện hộ, không có bất cứ cái gì hết, mà cứ thế mà khơi khơi kết tội. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái truyền truyền thông, hệ thống truyền thông cũng vậy nữa. Từ trước đến giờ đó phải nói thẳng đó là người ta dùng cái chữ gọi là truyền thông dòng chính, chứ còn tôi không nghĩ nó là dòng chính. Dòng chính không đời nào mà làm như vậy hết. Dòng chính là phải trung thực, là phải nói rõ ràng mạch lạc đâu vào đó. Còn đây dòng chính là chỉ có nói một bên thôi. Cái tin nào mà nguy hiểm cho bên kia là che giấu, giấu kín như bưng, không ai biết hết. Thế thì Cộng sản nó cũng làm y hệt vậy. Cộng sản nó kiểm soát thông tin báo chí cả một nước đó, nó có cả ngàn đài phát thanh truyền hình, cả ngàn tờ báo, tất cả chỉ có một tổng biên tập duy nhất thôi, đó là trưởng ban tuyên giáo trung ương đảng. Thế thì Đảng Dân Chủ chúng ta làm gì, nó khác một tí là không có cái ông gọi là trưởng ban tuyên giáo, nhưng mà đều có những cái ông đằng sau là chi phối những cái hệ thống truyền hình, chi phối thông tin, tất cả các người là chỉ có nói một cái thôi đấy. Thành ra thưa tất cả các anh, ngày hôm nay đó là chúng ta đã có quá nhiều rồi, mà bây giờ là chương trình chúng tôi được biết là đã đến hết giờ rồi. Thành ra một lần nữa là xin phép anh Nam là chào khán thính giả và chúng ta chia tay anh nhé. Dạ vâng, cho tôi xin nói một câu thôi. Tức là vì người quá gian dối nên tôi đành lìa xa thôi. Dạ. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin hẹn quý vị vào tuần tới cũng vào giờ này.
Anh Phạm Văn Nam và Nguyễn Tường Tuấn xin kính chào. Kính chào quý vị.